Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, bão Francine đã đổ bộ vào giáo xứ Terrebonne ở rìa phía nam của bang Louisiana, có thể khiến nước biển dâng thêm 3 mét và lượng mưa 304 mm ở một số khu vực của bang. Ngày 11 tháng 9, bão Francine đã đổ bộ vào bang Louisiana miền nam nước Mỹ, khiến chính quyền địa phương phải phát đi cảnh báo về lũ lụt và triều cường có thể đe dọa tính mạng. Các doanh nghiệp đã đóng cửa tránh bão, trong khi người dân tích trữ nhu yếu phẩm. Theo Trung tâm Bão Quốc gia NHC, bão cấp 2 Francine đã đổ bộ vào giáo xứ Terrebonne ở rìa phía nam của bang Louisiana vào lúc 17 giờ ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 5 giờ sáng ngày 12 tháng 9 theo giờ Hà Nội, với sức gió 155 km/h và có thể khiến nước biển dâng thêm 3 mét, lượng mưa 304 mm. Trung tâm Bão Quốc gia khuyến cáo người dân phải ở trong nhà và tránh xa cửa sổ. Tuy nhiên, Trung tâm Bão Quốc gia dự báo cơn bão sẽ nhanh chóng suy yếu khi di chuyển vào đất liền qua Louisiana và bang Mississippi lân cận. Tại Houma, người dân đang lấp đầy bao cát, dự trữ nhu yếu phẩm và đổ đầy xăng cho xe trước khi cơn bão ập đến. Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang đối với khu vực. Đề nghị này đã được Tổng thống chấp thuận. Trong một tuyên bố cảm ơn Tổng thống Joe Biden trên mạng xã hội X, ông Landry cho biết sự hỗ trợ của liên bang sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cứu người và tài sản. Vệ binh quốc gia Louisiana cho biết quân đội đang tiếp nhiên liệu cho các phương tiện để chuẩn bị ứng phó với cơn bão, huy động trực thăng, thuyền và nhu yếu phẩm để sơ tán và tìm kiếm cứu nạn. Theo một trang web của chính phủ, các trường học và trường đại học xung quanh thủ phủ Baton Rouge của bang đã đóng cửa cho đến ngày 13 tháng 9. Lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 14 giờ ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9 theo giờ Hà Nội, đã được ban bố tại Baton Rouge. Bang Louisiana, với đặc điểm địa hình trũng thấp, là nơi xảy ra một trong những cơn bão tàn khốc nhất trong lịch sử nước Mỹ, bão Katrina, cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người hồi cuối tháng 8 năm 2005 và gây ra lũ lụt trên diện rộng. Nằm ở cửa sông Mississippi, bang Louisiana cũng là một trung tâm thương mại lớn của Mỹ. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ. Đến giữa trưa ngày 9 tháng 9, cơn bão số 6, bão Francine, đã ở vịnh Mexico, cách cửa sông Rio Grande gần 300 km về phía nam đông nam, với sức gió mạnh nhất gần 100 km/h và gió rất mạnh hơn. Theo dự báo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Francine đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 8 km/h và dự kiến di chuyển sang bờ biển phía Bắc vịnh Mexico cho đến hết ngày 10 tháng 9. Sau đó tiến đến bờ biển Louisiana và phía Bắc Texas vào ngày 11 tháng 9. Bản tin bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nêu rõ, bão Francine dự báo sẽ trở thành bão cuồng phong trước khi đi đến khu vực Tây Bắc Duyên Hải vịnh Mexico của Mỹ vào ngày 11 tháng 9. Cảnh báo bão đang có hiệu lực với hầu hết toàn bộ bờ biển Louisiana, từ Cameroon đến Grand Isle. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự báo, bão số 6 sẽ gây mưa từ 100 đến 300 mm và gây lũ quét ở Đông Bắc Mexico, Nam Texas, Nam Louisiana và Nam Mississippi cho đến sáng ngày 12 tháng 9. Tin bão mới nhất của Washington Post cho hay, bão số 6 Francine hình thành từ sáng ngày 9 tháng 9 ở phía nam vịnh Mexico. Dự báo, cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương có thể tăng cấp nhanh chóng khi đi qua vùng biển ấm kỷ lục. Dù có thể có những thay đổi nhỏ trong đường đi dự báo của bão Francine, nhưng các mô hình dự báo bão trên máy tính nhìn chung đều nhận định bão số 6 sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển Trung Louisiana ở khu vực giữa các thành phố Lake Charles và Morgan City. Các mô hình thời tiết mô phỏng một loạt kịch bản của bão số 6 cho thấy cơn bão có khả năng đổ bộ với cường độ từ bão nhiệt đới tầm trung đến bão cuồng phong cấp 3. Cơn bão đang mạnh lên Francine xuất hiện trong bối cảnh mùa bão Đại Tây Dương trải qua giai đoạn tĩnh lặng kỳ lạ. Francine kết thúc giai đoạn gần như một tháng không có cơn bão được đặt tên nào ở Đại Tây Dương vào thời điểm trong năm nay, dài nhất kể từ năm 1968. Ngày 10 tháng 9 là đỉnh điểm của mùa bão. Ngoài bão số 6 Francine, có hai áp thấp ở Đại Tây Dương cần được theo dõi. Một áp thấp ở giữa quần đảo Lesser Antilles và quần đảo Cape Verde có 60% khả năng mạnh lên thành bão. Áp thấp thứ hai cách quần đảo Cape Verde vài trăm km về phía Tây Nam, dự báo mạnh dần lên vào tuần tới. Cho đến nay, mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 bắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào ngày 30 tháng 11. Đã có 5 cơn bão được đặt tên, trong đó 3 cơn bão mạnh lên thành bão cuồng phong. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ dự báo bão ở trên mức bình thường tại Đại Tây Dương trong năm nay với 17 đến 25 cơn bão được đặt tên, với 8 đến 13 trong số này trở thành bão cuồng phong.
Mùa bão 2024 dữ dội hơn bình thường, được dự báo là do nhiệt độ gần đạt kỷ lục ở Đại Tây Dương. La Nina ở Thái Bình Dương, gió mậu dịch ở Đại Tây Dương giảm và gió đứt ít hơn. Theo dự báo bão mới nhất, có khả năng xuất hiện thêm hai cơn bão mới gần Biển Đông sau siêu bão số 3 Yagi. Cụ thể, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, quốc gia này có khả năng hứng chịu thêm hai cơn bão nhiệt đới trong tháng 9 sau khi siêu bão số 3 Yagi vừa càn quét nước này vào giữa tuần trước. Ngày 7 tháng 9, Pagasa cho biết một vùng áp thấp đang được theo dõi gần khu vực dự báo của Philippines PR. Có khả năng áp thấp này sẽ đi vào vùng PR và phát triển thành bão trong tuần tới. Nhưng khả năng này là thấp. Tuy nhiên, áp thấp có thể làm tăng cường gió mùa Tây Nam mang theo mưa trên khắp Luzon, đặc biệt là ở Metro Manila và khu vực phía Tây của hòn đảo. Chuyên gia dự báo thời tiết Anna Clarenjorda của Pagasa cho hay, vùng nhiễu động thứ hai có thể mạnh lên thành áp thấp trong những ngày tới, nhưng vẫn còn cách xa PR, khu vực dự báo của Philippines. Bà Anna Clarenjorda dự báo hiện tại các cụm mây đang hình thành. Chúng tôi dự kiến rằng đến giữa tháng 9, áp thấp sẽ phát triển thành một cơn bão nhiệt đới và đi vào khu vực dự báo của Philippines. Pagasa dự kiến cơn bão này sẽ di chuyển về phía Tây Bắc, mặc dù không dự kiến đổ bộ vào đất liền. Bà Jordan cho biết cơn bão thứ hai có thể xảy ra trong tháng 9 này cũng sẽ làm tăng cường gió mùa Tây Nam. Theo Pagasa, hai cơn bão nhiệt đới mới nếu hình thành sẽ được đặt tên là Fadil và Jenner. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Philippines báo cáo có 2,1 triệu người Philippines bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, Việt Nam gọi là bão số 3 và Philippines gọi là bão Enteng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia, số người thiệt mạng do bão Yagi là 13 người, 7 người ở Calabarzon, 3 người ở Bicol, 2 người ở Trung Visayas và 1 người ở Tây Visayas. Người phát ngôn của Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển Irene Jamblau cho biết, tổng chi phí hỗ trợ nhân đạo mở rộng đã lên tới 102,5 triệu peso, tương đương 1,8 triệu đô la Mỹ. Cơ quan này còn 134,6 triệu peso, tương đương 2,4 triệu đô la Mỹ trong quỹ dự phòng, mặc dù đã yêu cầu Bộ Ngân sách và Quản lý cấp 875 triệu peso, tương đương 15,5 triệu đô la Mỹ để bổ sung và tăng cường cho các quỹ ứng phó nhanh. 547.000 gia đình bị ảnh hưởng trên toàn quốc vì bão Yagi. Mùa bão Đại Tây Dương thường đạt đỉnh điểm vào tháng 8, nhưng hiện đang yên ắng bất thường. Lãnh đạo bộ phận dự báo bão theo mùa Matthew Rosengren của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại Dương Quốc gia Mỹ cho biết, ngay cả những mùa bão dữ dội cũng có những khoảng lặng như hiện nay. Đây là thời điểm để chuẩn bị vì bão đang đến. Tới nay, mùa bão Đại Tây Dương ghi nhận 5 cơn bão, trong đó có 3 cơn bão cuồng phong. Thông thường, mùa bão Đại Tây Dương chỉ ghi nhận tới 3 bão cuồng phong khi bước sang tháng 9. Tuy nhiên, ngay từ giữa tháng 8, bão Ernesto đã trở thành bão cuồng phong thứ 3 của mùa. Khoảng thời gian dài không có dấu hiệu hình thành bão nhiệt đới vào thời điểm này trong năm là điều bất thường. Tin bão mới nhất của Washington Post lưu ý, theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, về hoạt động của bão từ năm 1944 đến năm 2020, những ngày cuối tháng 8 thường ghi nhận một cơn bão ở Đại Tây Dương. Nhà dự báo bão Rosengren chỉ ra, nguyên nhân của sự bất thường này có thể bắt nguồn từ châu Phi, nơi sinh ra hầu hết bão ở Đại Tây Dương. Những nhiễu động giúp hình thành bão, áp thấp nhiệt đới ở Đại Tây Dương thường xuất phát từ lượng mưa ở Tây Phi trong mùa mưa. Mùa mưa năm nay mạnh bất thường, đẩy các vùng áp thấp ra ngoài khơi châu Phi và vùng Đại Tây Dương nhiệt đới. Tuy nhiên, vì một số lý do nào đó mà các chuyên gia thời tiết chưa giải thích được, các đợt áp thấp đang diễn ra xa hơn về phía Bắc. Ngoài ra, các nhà khí tượng học đang theo dõi một Nina Đại Tây Dương ở khu vực phía nam vùng hình thành bão chính của Đại Tây Dương. Nina Đại Tây Dương có tác động nhỏ đến bão ở Đại Tây Dương, nhưng khiến nước ở đây nóng lên. Bên cạnh đó, tầng khí quyển trên của Đại Tây Dương cũng đang không có lợi cho sự phát triển của bão. Một lớp hơi nóng ở trên cao đang che phủ các cơn bão. Một nguyên nhân khác ngăn cản hoạt động của bão ở Đại Tây Dương trong những ngày cuối tháng 8 là dao động Madden-Julian. Mô hình này gây ra mây, mưa và gió ở vùng nhiệt đới và di chuyển trung bình sau 30 đến 60 ngày. Các nhà dự báo bão lưu ý, những thành phần chính do những cơn bão dữ dội trong nửa cuối của mùa bão kết thúc vào ngày 30 tháng 11 đã sẵn sàng. La Nina, mô hình thời tiết vốn thúc đẩy bão ở Đại Tây Dương, dự kiến sớm hình thành trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, nhiệt độ nước biển ở mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục vẫn đang tồn tại ở khu vực nhiệt đới của Đại Tây Dương. Đây sẽ là kho dự trữ nhiên liệu lớn cho các cơn bão trong nhiều tháng tới. Các mô hình dự báo thời tiết hiện gợi ý rằng mùa bão Đại Tây Dương sẽ sôi động trở lại trong 1 đến 2 tuần tiếp theo. Thông thường, tháng 9 là tháng cao điểm của hoạt động bão ở Đại Tây Dương. Trong suốt tháng 9 đến đầu tháng 10, nước biển nóng nhất và áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều nhất. Các chuyên gia dự báo, tháng 10 năm nay có thể nhiều bão như tháng 8 của các năm.